Thưa biết các cụ, các ông, các bà, hay là các cháu nội ngoại của cụ cũng các cháu rất là ngoan hiền, hiếu thảo. Còn ông thì ông vẫn bảo cháu nào ông rất là quý, rất thương. Nói thì ông cho ăn mà khác thì ông cho uống. Mà giờ này các cháu đã lớn lên trưởng thành cả rồi. Thế thì ngày nay ông quy tiên về với cái tổ để cho các cháu được thơm tặng ông một phần hoa tươi này. Đấy, có một phần hoa tươi của các cháu nội cháu ngoại của cụ và đoàn sẽ dâng lên được đặt lên ban thờ để thờ ông nội ông ngoại tối hôm nay một phần hoa tươi. Thì sau đây để đoàn chúng con xin các được lên cái phần hoa cho các cháu của cụ. Thì trong đoàn sẽ lấy cái phần hoa này xong thì để cho các quan của cụ lên phần rượu và để tượng trưng chầu nước ở trong cụ. Thế thì xin mời ạ. Ơi hỏi linh hồn cổ ông, cổ ơi thế là trần gian đang quy xung họ cùng con cháu cổ ông. Cổ ơi nhưng có ai ngờ đâu hôm nay vẫn đổi sao giờ, đất trời lại đổi phong phạt. Cổ ông, còn cổ thì các cháu nội ngoại sớm hỏi chiều qua, hôm nay cụ trăm tuổi về già thì các cháu nội ngoại lại có tuần hoa tươi kính thờ cụ ông. Cụ ơi tuần hoa này dâng lên trước đã để kính Phật, xong thờ cụ suốt cả một đêm. Cụ ơi tuần hoa này là của các cháu nội ngoại nhờ hoàn dâng lên thờ cụ suốt cả một đêm hôm nay. Cụ ơi để sớm ngày mai cụ nên xe hoa về nơi đức Phật. Cụ ơi cụ về nơi ấy xin khấn cụ hãy phù hộ độ trì cho anh em con cháu nội ngoại bình an. Cụ ơi cụ hãy phù hộ cho anh em chúng con trong đoàn của nhà được mạnh khỏe làm tốt thờ cụ đêm nay. Cụ ơi xin khấn cụ hãy phù hộ độ trì cho dân làng thôn đông làng quan bái cụ ơi. Từ nay trở đi già được mạnh khỏe, trẻ được bình an, hỡi hương hồn của ơi đức, cụ hãy mau chân dạo bước về đây đón nhận quần hoa tươi và hai khóa lệ của các cháu nội ngoại nhờ đoàn dâng lên kính thờ cụ ông. Thank you.
Vâng, kính thưa cụ, thưa với toàn thể gia đình, buổi lễ báo ân của cụ và chú Thoan tối hôm nay vào những cái chương trình tiết mục mang những ý nghĩa sâu sắc này mà để con cháu cụ được phục thờ cụ đêm nay. Vậy thì tuần hoa vừa rồi tập của tất cả các cháu nội ngoại chúng tôi đã đỡ và hay con lễ trước đình sáng cho các cháu đã xong.